Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, hai câu chuyện của hai người không biết ăn cơm. Một cháu trai 6 tuổi bị mù bẩm sinh, ngụ tại ấp Rồng Dày, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Cháu trai đặc biệt này không ăn cơm, chỉ gặm toàn gỗ, đá. Còn một cô gái ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũng không ăn cơm mà chỉ ăn mì gói, rau và trái cây. Thực hư về hai nhân vật này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Từ nhỏ không thích ăn cơm, thích gặm gỗ, nhai cây cỏ. Từ nhỏ tới lớn, nó chỉ ăn cây, uống sữa với ăn bánh trái nó thích. Có khi mò xuống đụng đá, đụng đất là nó bỏ vô mồm ăn luôn. Mò gì ăn ấy, trừ cơm. Bà ngoại của cháu nhỏ nói rồi chỉ vào một bộ bàn ghế bị cậu nhóc gặm nham nhở. Xung quanh đã mòn hết viền bởi dấu răng. Đứa cháu 6 tuổi của ông bà Kha ngụ tại ấp Rồng Dày, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đẻ ra bị câm và mù lòa bẩm sinh hai mắt. Từ nhỏ em chỉ uống sữa, ăn cây cỏ, vớ gì ăn đó, nhưng đặc biệt không bao giờ ăn cơm. Đút cơm vào miệng, cậu lắc đầu nguôi nguẩy, đẩy thìa ra ngoài và la toáng lên. Ngoại trừ cơm, cứ vớ được gì em đều bỏ vào miệng gặm và nhai ngon lành. Từ bộ bàn ghế ở nhà trường đến chiếc giường nằm, cậu đều bò quanh nhà, ngứa răng là cạp ăn. Khách đến chơi nhà, bà Kha còn khoe bộ giường mới tậu vì giường cũ đã bị em nhai mòn và hỏng hết. Bà ngoại em kể, hệ tiêu hóa cháu vẫn tốt, ăn gì đi ra phân đó, ăn cây cỏ, ăn đá thì đi ngoài cũng như vậy luôn. Mỗi lần hết 1-2 tiếng, vì bình thường cũng không chịu ăn rau mà. Lượng bánh trái gì đúng sở thích thì mới ăn, không thì quăng quật đi luôn. Cháu chỉ thích ăn đồ cứng, không thích ăn đồ mềm. Ví dụ bánh mì chỉ gặm cái vỏ ngoài, ruột bên trong là bỏ. Vừa phải mua cái giường mới vì nó ăn sạch, gãy hết luôn rồi. Có sở thích ăn uống kỳ lạ, nhưng cháu nhỏ có gương mặt sáng, người vẫn có chút da thịt, tính tình lúc nào cũng hiếu động nghịch ngợm. Cả ngày em bám bà ngoại không rời, miệng không nói được, chỉ ú ớ. Gặp gì không vừa ý, cậu khóc lóc ra hiệu cho bà ngoại. Bà Kha cũng sợ cháu chơi một mình, mò mẫm bốc đất cát, ăn linh tinh nên lúc nào cũng phải ghé mắt trông chừng. Thậm chí lúc ngủ bà cũng phải ngó liên hồi vì em quậy banh nhà. Bà Kha cho hay, 8 giờ nó ngủ, 11 giờ khuya dậy rồi quậy tới sáng luôn. Khuya nó ít ngủ lắm, nó chỉ ngủ ban ngày, không chịu ngủ buổi tối đâu. Cứ leo lên bàn ngồi, không cho cạp đồ là đập đầu vô tường mẻ trán luôn. Nhà nghèo, vay lãi nặng để chữa bệnh cho cháu. Bà ngoại cháu nhỏ kể lại, khi con gái mang bầu cháu được 6 tháng, bị động thai, bác sĩ kêu mổ gấp, cứu mẹ trước, cứu con sau. May mắn cả hai mẹ con đều vượt cạn an toàn. Cháu sinh ra chỉ được 1,5kg, nằm lồng ở viện 21 ngày. Đến khi cháu 9 tháng tuổi, thấy đôi mắt cháu có dấu hiệu bất thường, gia đình cho đi khám. Ông ngoại cháu nhỏ tâm sự, hồi 9 tháng, nhà cháu mới chạy về nói với bà ngoại, bà ngoại ơi, mắt nó không thấy đường nữa rồi, lúc đó mới biết nó không sáng mắt. Đến bệnh viện, bác sĩ nói, tối hết ở trong, không thấy gì được nữa, tuổi nó đến vậy, hết cứu được, nhà ráng nuôi đi, tôi đành đem về nuôi tới giờ luôn đó. Nhà khó khăn, bố mẹ cậu đành để con lại cho ông bà nuôi, rồi đi làm công ty trên Bình Dương. Hàng tháng họ gửi tiền về cho bà mua thức ăn, sữa uống. Cậu mỗi tháng uống hết 4 thùng sữa, nhưng dịch bệnh 4 đến 5 tháng, hai vợ chồng đã nghỉ việc. Mọi khoản chi phí đều do bà cáng đáng. Ông ngoại nói, nhà nước hỗ trợ cũng được 725.000 đồng mỗi tháng cho cháu nhỏ khuyết tật. Nhà tôi trước chạy chữa cho cháu, vay 20 triệu. Cứ 1 triệu người ta tính lãi 10.000 đồng một ngày. Nhà cũng cực khổ, vay giờ vẫn chưa trả xong. Bà ngoại cả ngày ở nhà với cháu, không đi làm kiếm thêm được gì. Giờ chỉ trông chờ vào đồng lương của ông ngoại đi làm mướn, cắt cỏ, ai thuê gì làm đó. Gia đình nghèo túng, ông bà vay mượn cho cháu mình đi khám ngoài Hà Nội. Nhưng ra đến nơi thăm khám xong, các bác sĩ nói trường hợp này bệnh lạ, không chữa được. Thế là bà cháu lại lủi thủi, buồn tủi bắt xe trở về. Cho đến giờ, cháu nhỏ mù kỳ lạ 6 tuổi chưa biết nói, vẫn tiếp tục không ăn cơm, chỉ gặm gỗ đất đá. Cũng chưa có bác sĩ hay nhà khoa học nào lý giải được căn bệnh kỳ lạ này, cũng như cách chữa trị để giúp em trở lại như người bình thường. Kỳ lạ, cô gái không ăn cơm từ nhỏ, học giỏi. Ở trường trung học cơ sở An Bình C, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, có em học sinh lớp 9 Hồ Thúy Vi. Từ nhỏ em đã không ăn cơm, mỗi khi ngửi mùi cơm là bỏ đi. Dù không ăn cơm nhưng cơ thể em vẫn phát triển bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh và học rất giỏi. Chúng tôi đến nhà Vi trong lúc em đi học chưa về.
ngồi trò chuyện cùng cha mẹ em, chúng tôi được biết từ lúc tập ăn. Vi đã không ăn được cơm, mỗi lần ăn cơm em đều muốn ói. Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy, mẹ Vi kể, hồi mới tập ăn, em nó không chịu ăn cháo mà chỉ uống sữa. Mọi người cho rằng tại tôi cho cháu bú quá no nên không ăn cơm nổi. Tôi thử không cho con bú, Vi vẫn không chịu ăn, ép cháu là nó ngậm chặt miệng không chịu ăn. Sau không ăn được cơm từ nhỏ, lớn lên mỗi khi ngửi thấy mùi cơm, Vi bỏ đi nơi khác. Thấy con không ăn được cơm nên bà Thúy đã cho em ăn mì gói và uống sữa lót dạ. Điều lạ hơn nữa, không chỉ không ăn được cơm, Vi còn không ăn được cả thịt và cá kho hay luộc. Em chỉ ăn được thịt cá nướng hoặc chiên. Đang làm những con cá còn dang dở, bà Thúy tiếp lời, tôi vừa mua mấy con cá để dành chiên cho con Vi ăn dần. Vợ chồng tôi lo lắm, mặc dù đi khám bác sĩ cho biết sức khỏe cháu tốt, chúng tôi lo là ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Rồi có chồng có con, mình không ăn cơm lấy sức khỏe đâu nuôi con. Theo lời bà Thúy, hàng ngày Vi chỉ ăn mì gói, rau chỉ ăn rau muống, còn trái cây thì không ăn được trái chuối. Dù vậy, cơ thể Vi vẫn phát triển bình thường, không ốm yếu. Chị Thúy buồn bã nói, vợ chồng tôi cũng khuyên cháu nhiều lắm, mà cháu nói nghe mùi cơm cháu không chịu nổi. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ gia đình ngồi trên mâm cơm đầy đủ. Thật kỳ lạ, chúng tôi tò mò, một cô gái từ nhỏ không có hạt cơm nào trong người sẽ trông như thế nào. Đúng lúc Vi vừa đi học về, thấy nhà có khách, Vi vội vào phòng thay đồ rồi ra tiếp chuyện. Vi nói có vẻ ngại ngùng, hồi còn nhỏ em không biết vì sao mình không ăn cơm cháo được. Đến khi lớn em nghe mùi cơm của nồi cơm là khó chịu lắm. Bất cứ món nào làm từ bột gạo em đều không ăn được, nhưng em ăn mì gói hoài không ngán. Vi kể, từ nhỏ đến lớn em vẫn phát triển bình thường, thậm chí còn ăn rất nhiều trái cây và bánh kẹo. Vì vậy, 15 tuổi nhưng thân người em đẫy đà, thậm chí còn cao lớn hơn các bạn khác. Vi cho biết, không chỉ cơm mà tất cả thức ăn làm từ tinh bột như hủ tiếu, bún em đều không ăn được. Đôi khi em tập ăn cơm thử, nhưng em không thể nào lùa cơm vào miệng được vì cái mùi của nó. Cho đến tận bây giờ, hàng ngày, thức ăn chính của em là mì gói và trái cây. Không ăn cơm, vẫn học giỏi. 15 tuổi, Vi được 43kg với chiều cao 1,58m. Chứng bệnh sợ cơm của em khiến gia đình hoang mang, địa phương bàn tán. Ông Thi tâm sự, gia đình tôi có hai đứa con, nó là gái út. Dù tốn kém mấy, tôi cũng phải chữa trị cho con. Nhưng ngặt nỗi, chưa có bác sĩ nào tìm ra căn bệnh kỳ lạ này. Ông Hồ Văn Xem, ông nội Vi tự hào, dù vậy mà con Vi học rất giỏi, hát rất hay và luôn giành giải nhất 5 năm liền, cấp tiểu học, trong cuộc thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh do huyện Long Hồ tổ chức. Năm lớp 3, Vi từng tham gia hát trên đài truyền hình Vĩnh Long. Dù ăn uống không đủ chất, nhưng 9 năm liền Vi luôn là học sinh giỏi của trường. Vi học giỏi đều các môn, nhưng nổi trội nhất là môn văn, âm nhạc, mỹ thuật. Em vừa tham gia cuộc thi vẽ về tài nguyên môi trường do ngành giáo dục tổ chức. Cô Võ Thị Tòng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Bình C nói, lúc đầu tôi nghe mấy em học cùng lớp Vi nói, từ nhỏ đến nay em không ăn hạt cơm nào. Tôi ngạc nhiên và không tin vào sự thật, vì trông Vi rất khỏe mạnh và học giỏi. Tôi gọi em lên hỏi thử, em chỉ cười và trả lời dạ. Tôi không ngờ một cơ thể khỏe mạnh và học giỏi như em lại không ăn cơm mà vẫn hoạt động như các bạn khác bình thường. Cô Tòng cho biết thêm, hiện Vi đã vượt qua vòng thi học sinh giỏi môn văn cấp huyện. Em đang chuẩn bị cho vòng thi cấp tỉnh. Khi được hỏi về ước mơ, Vi cho biết sau này em muốn trở thành một bác sĩ. Vi thổ lộ, em còn ước mơ sau này trở thành người của công chúng nữa. Em rất thích được hát và diễn kịch, dù biết rằng ước mơ này rất khó thực hiện. Thưa quý vị, hai trường hợp không biết ăn cơm này quả thật là những câu chuyện có thật khó tin. Tuy nhiên, điều đáng mừng, cả cháu trai và cô gái đều vẫn rất mạnh khỏe. Chúng tôi cũng mong rằng gia đình cháu trai sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ để bớt khó khăn. Còn cô gái, mong rằng em tiếp tục là học sinh giỏi, hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Và tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.